Chào các bạn. Hôm nay thì mình lại chia sẻ cho bạn một cái lỗi liên quan đến cái chiếc PC nhá. Đây, cái chiếc PC này là của lớp học bên trên tầng 4 của vợ mình. Nhưng mà hôm qua thì nghe thấy giáo viên bảo là nó không lên. Và lúc mình bật ở trên đấy thì nó cũng không lên các bạn nhá. Nó không hề, tức là chúng ta bật máy ấy, nó không hề có cái quạt quay hoặc là đèn sáng. Bình thường các bạn bật này thì nó sẽ sáng đèn đây đúng không? Và nếu mà mở cái nắp ra thì chúng ta sẽ thấy này, khi chúng ta bật nó có cái quạt này nó quay. Nếu mà các bạn đã kiểm tra các cái dây cắm rồi, phích cắm rồi, mọi thứ ổn định rồi mà nó vẫn không quay thì thật ra thì với cái dòng này hôm trước mình nhớ là lâu lâu rồi mình cũng đã chia sẻ một cái con giống giống này. Cái dòng Dell nó hay bị chết nguồn đó các bạn. Nó hay bị chết cái cục nguồn này của nó này. Nên là các bạn cứ test cho mình cái nguồn trước nhá. Test cái nguồn trước, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Mình sẽ tháo ra. Tháo thì các bạn rút các cái rắc ra. Đây các bạn nhá. Đây mình cho quay gần cho bạn này. Thì đầu tiên này, ở đây nó có một cái gờ này, các bạn gạt xuống này thì các bạn sẽ đẩy được cái nguồn về phía sau nhá. Tiếp theo là những cái dây này các bạn rút ra. Các cái dây mà liên quan đến cắm vào main thì các bạn phải rút ra cho mình. Rút hết ra. Dây ổ cứng mọi thứ các bạn rút ra. Các bạn gạt về phía thế này để các bạn nhấc cái nguồn ra. Thì đây là cái nguồn này, các bạn nhớ rút hết cái dây này ra. Thì đây các bạn nhá, khi mà các bạn bỏ cái nguồn ra để các bạn kiểm tra thì các bạn có thể là cắm một cái dây vào đây, cắm dây nguồn vào đây. Tiếp theo cái đầu này này, các bạn chú ý cho mình này. Đây em quay gần đây cho anh. Ở đây nó có dây màu đen này và dây màu xanh lá này. Thì các bạn lấy một cái dây thép hay là một cái tu vít gì đi. Cái đầu này này, nó có hai đầu thông với nhau thì các bạn chập hai cái đầu này với nhau. Thì các bạn gióng lên. 1 2 các bạn chập. Khi các bạn chập ấy, các bạn có nhìn thấy quạt quay thì là ít nhất thì nguồn nó vẫn đang chạy nhá. Còn đây là mình cắm vào thì nguồn không chạy rồi. Thì tỷ lệ mà con này bị chết thì là 100% rồi các bạn. Đây, cắm vào nó không chạy luôn, cứ xanh với đen mà các bạn cắm vào. Không chạy nhá. Ok, thì nếu mà con này hỏng rồi thì các bạn có thể mang đi sửa đây. Hoặc là các bạn có thể nghĩ đến cái việc mà các bạn mua cái cục mới. Thì mình thấy là cái con này thường thì các bạn sẽ mua được những cái cục mà gọi là dùng rồi thôi, chứ còn mới tinh thì mình thấy là mình thấy chưa có bên nào bán cả ấy. Để mà giải quyết cái vấn đề luôn, để mà sử dụng luôn ấy, thì mình sẽ sử dụng cái cục cái nguồn ATX này các bạn. Vì là cái nguồn này bây giờ mà kiếm thì nó cũng hơi khó. Thế là mình lấy luôn cái cục nguồn này đang tiện có. Thì lấy cục này thì các bạn nhìn này, ở đây này, nó có các cái rắc này. Rắc này này, nó cũng giống cái rắc này đúng không? Rắc 24 pin. Thì với rắc 20 này này, nó có 4 cái tách thì các bạn nối nó vào như này thì nó thành 24 đúng không? Còn những cái dây nguồn về ổ cứng đây thì cái con nguồn này nó cũng có. Nguồn CPU cũng vậy, nguồn CPU của nó đây. Thì cái con nguồn ATX này cũng có nguồn CPU đây. Thì các bạn chỉ việc cắm lại đúng những cái nguồn mà các bạn đã rút ra của cái nguồn nhỏ thôi bằng cái nguồn to nhá. Bây giờ mình sẽ cắm thử nhá. Trước khi cắm chúng ta có thể là cắm thử cái nguồn này và chúng ta kiểm tra. Đây, cắm vào. Và chúng ta cũng chập cái dây xanh lá và cái dây đen chúng ta chập vào. Các bạn có thể thấy là nguồn quay này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm nhé. Mình sẽ cắm thử vào cái máy này. Đây các bạn này. Đừng quay gần này. Cắm này thì chúng ta bóp này. Cái này nó có cái gờ đây. Thì đúng cái gờ của nó thì chúng ta cắm vào. Cắm xuống. Đấy, cắm chắc vào nhé. Cái rắc CPU cũng vậy. Các bạn cũng lấy cái rắc, các bạn cắm vào cái rắc CPU đây. Cắm vào. Tiếp theo là ổ cứng. Ổ cứng thì chúng ta cũng kéo ra. Lấy cái rắc ổ cứng đây. Chúng ta cắm vào. Ok chưa? Đấy là tất cả những cái rắc mà mình vừa rút ra. Còn có cái rắc nhỏ nhỏ này thì chúng ta cũng không cần được. Nó là ổ CD-DVD. Mình không cần. Thì bây giờ mình sẽ bật thử nhá. Bật thử này. Chúng ta ấn nút nguồn này xem nó có quay không này. Đấy, quay rồi các bạn này. Quay rồi. Và bên trong quạt, các bạn nhìn thấy máy này bắt đầu nó cũng quay này. Dừng rồi đúng không? Ấn lại này. Rồi, quay. Đây các bạn nhìn đây. Cái máy nó cũng quay rồi này. Chứ vừa nãy chúng ta ấn là không chạy. Và máy lên rồi các bạn kìa. Máy đang lên này rồi. Đấy, đang lên rồi. Thì các bạn chờ một chút để cho nó vào win nhá. Để cho nó vào win bên trong. Đây, như vậy là nó đã vào win được rồi và chúng ta có thể sử dụng được rồi. Có điều là nếu mà chúng ta sử dụng cái cục này thì chúng ta không lắp được cái nắp lại và nó trông hơi cồng kềnh một chút. Thì nếu mà các bạn muốn gọi là dùng tạm thì các bạn có thể là đặt làm sao để cho nó phù hợp với cái nơi các bạn đặt để các bạn dùng nhá. Còn nếu không, các bạn nếu muốn dùng cái cục này thì các bạn phải mang đi sửa này, hoặc là các bạn mua liên hệ những cái mà bên bán những cái cục này để các bạn mua. Cái cục này thì mình nghĩ là giá nó sẽ cao hơn cái cục này đấy.
Bởi vậy nên là các bạn sẽ tùy cơ ứng biến hoặc là tùy các cái tài chính của các bạn để các bạn có thể là xử lý cái chiếc PC của bạn. Đấy là một chút chia sẻ của mình liên quan đến cái việc mà cái máy tính của bạn bật không lên của cái dòng Dell các bạn nhé. Dòng Dell đồng bộ này. Thì các bạn có thêm chia sẻ thì cái lỗi này các bạn có thể comment xuống chia sẻ cho mình với mọi người. Chúc các bạn sẽ xử lý lỗi thành công. Bye bye.